Vị chủ tế trong bộ lễ phục màu tím đẹp nhất đứng trước bức tượng lớn đầu bò trong phần tối của lâu đài. Hiện giờ năm 850, những người thờ phượng đeo mặt nạ thì thầm những bài kinh tôn kính từ mọi phía. Tất cả những gì họ làm là để phục vụ vị thần vĩ đại Moloch. Xung quanh họ, những biểu ngữ mang huy hiệu của trái tim dũng cảm được treo. Đó là một lễ kỷ niệm. Chỉ vài giờ trước đó, lực lượng của họ đã xâm nhập vào một nhà thờ của kẻ thù trên đồi. Họ đã tàn sát hầu hết những người ở đó. Một cơn lốc bạo lực đẫm máu bất ngờ vấy máu những thanh kiếm của họ dưới danh nghĩa của Moloch vĩ đại. Nhưng theo lệnh của chủ tế, một số người trong số những người cơ đốc giáo này đã bị bắt làm tù binh và đưa trở lại lâu đài để thẩm vấn. Tại đây, chủ tế sẽ tự mình giải quyết chúng. Một nụ cười tàn bạo xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta khi chỉ vừa nghĩ về nó. Ngay sau buổi lễ, chủ tế đi vào ngục tối, nơi mà ông ta đã đặt tên là phòng trò chơi. Tại đây, ông ta cất giữ bộ sưu tập công cụ tra tấn từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi công cụ trong số đó, ông ta đều rất thích sử dụng để chống lại những con sâu không chịu quỳ gối trước vị thần khát máu của ông ta. Trong phòng trò chơi, không khí tràn ngập mùi máu và mùi mồ hôi. Những tù nhân vẫn còn lưỡi bắt đầu hét lên khi chủ tế bước vào, biết rằng mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn rất nhiều đối với họ. Ông ta có hung danh là một người đàn ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đảm bảo sự vượt trội của giáo phái khét tiếng của mình. Trái tim dũng cảm, nếu bạn đã từng rơi vào nanh vuốt khủng khiếp của hắn, thì việc trốn thoát là điều không thể. Điều tốt nhất bạn có thể hy vọng là một cái chết nhanh chóng, nhân từ. Trong góc của căn phòng, một người bị giam cầm không may bị xoắn và vỡ vụn trước bánh xe phá vỡ, nhưng vẫn còn sống một cách đau đớn. Ở góc đối diện với anh ta, một tù nhân khác chảy máu từ bên trong của một trinh nữ sắt đang nhăn nhó mà chủ tế đã đích thân giám sát chế tạo. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu trong bộ sưu tập công cụ khủng khiếp của chủ tế. Các tù nhân nằm co ro trong đau đớn trên cái nôi của Judas và con lừa Tây Ban Nha. Da bị kéo căng và xương bị nứt trên giá đỡ. Một số bị đâm thủng khi họ ngồi trên chiếc ghế sắt khổng lồ, trong khi những người khác chìm trong chảo dầu lớn. Một số hét lên khi bị treo ngược tay lên cao. Vòi phun trì, gậy Tây Ban Nha, vít ngón tay cái, kéo cắt cá sấu, lê chọc cổ, bột mạ lai, nĩa dị giáo, gậy Batislado, mặt nạ sắt, con gái của người Nhặt Rác. Chủ tế có tất cả chúng và ông ta rất thành thạo trong việc sử dụng. Nhưng tất cả đều nhạt nhòa so với tác phẩm yêu thích của ông ta. Một vật được từ chính Moloch, nôi dối trá. Đó là một công cụ hoàn hảo cho nỗi đau thể xác và khủng bố tinh thần. Nó được đặt ở chính giữa phòng trò chơi để mọi tù nhân khác từ mọi công cụ khác đều có thể nhìn thấy ông ta sử dụng nó và biết rằng đó là số phận cuối cùng của họ. Một cái lò đá lớn với những tấm lưới kim loại ở hai bên. Khi chủ tế đến gần, ông ta có thể thấy một tù nhân đang kinh hãi, quằn quại bên trong cỗ máy. Khi tù nhân nhìn thấy ông ta, nỗi sợ hãi càng trở nên tồi tệ hơn. Chủ tế sẽ không thương xót anh ta. Anh ta đã dành 10 giờ trên bánh xe tra tấn trước đó và cảm giác đó giống như một giấc ngủ dễ chịu trên một chiếc giường cỡ lớn êm ái nếu so với những gì anh ấy sắp phải chịu đựng. Hai trong số những kẻ phục vụ của chủ tế đâm vào người anh ta bằng những cây gậy sắt nóng đỏ. Chủ tế cười toe toét và hỏi người tù rằng anh ta đến từ làng nào. Khi anh ta khai ra thông tin, vị chủ tế gật đầu một cách điềm tĩnh. Ông ta hỏi người tù bao nhiêu tuổi và người tù nói 27. Một lần nữa, chủ tế gật đầu. Anh ta hỏi người tù rằng liệu anh ta có muốn rời đi và gặp lại với gia đình mình hay không? Và tất nhiên, người tù trả lời là có. Anh ấy không biết rằng tất cả họ đều đã chết. Chủ tế mỉm cười và nói, chỉ một câu hỏi nữa và ngươi sẽ được tự do. Tên thật của ta là gì? Người tù dừng lại một lúc. Anh ta bị chọc một lần nữa. Anh ta nói chủ tế rằng anh ta không biết. Anh ta bị đâm một lần nữa. Và một lần nữa. Một lần nữa. Anh bắt đầu khóc và bắt đầu xin lỗi. Anh ta không biết tên thật của chủ tế. Làm sao anh ta có thể nói bất kể anh ta bị giày vò như thế nào? Chủ tế nói, chà, đưa ra dự đoán đi. Ai biết được, có thể ngươi sẽ may mắn. Phòng trò chơi chìm trong im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người tù nhân trong cái nôi dối trá. Môi anh ta run lên. Từ những lời đồn, anh biết điều gì sẽ xảy ra. Khi trả lời, anh thở một hơi dài, chấp nhận số phận của mình và đoán không chính xác. Đột nhiên, người tù hét lên khi anh ta bốc cháy. Chủ tế xem với niềm vui sướng không kiềm chế được khi người tù bị đốt cháy. Anh ta bị cháy như vậy trong khoảng 1 phút. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn nhiều so với bình thường. Sau khi hoàn tất, đống tro tàn từng là tù nhân rơi xuyên qua tấm lưới dưới cùng cái nôi dối trá. Chủ tế quay sang phần còn lại của căn phòng và hỏi, tiếp theo là ai đây?
trong tất cả các tính từ mà bạn có thể sử dụng để mô tả SCP-2128, còn được gọi là cái nôi dối trá, thì nhân đạo chắc chắn không nằm trong danh sách. Lò đá cổ này được phát hiện nằm sâu trong ngục tối của một lâu đài không được tiết lộ, được cho là nơi ẩn náu trước đây của một nhóm huyền bí, được gọi là Trái Tim Dũng Cảm, một giáo phái thờ phụng thần Cananita Moloch, một thực thể được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh Do Thái. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của vị thần này là ngoại hình giống như một con bò đực và nó yêu cầu hiến tế của con người. Điều này cực kỳ phù hợp vì thực tế là nôi dối trá luôn muốn đốt cháy nạn nhân của mình. Mặc dù các phương pháp được sử dụng bởi các thành viên của Trái Tim Kiên Định để tạo ra cái nôi dối trá vẫn chưa được biết đến, nhưng rõ ràng là các khả năng và chức năng của cái nôi. Khi một con người được đặt trong cái nôi và được đặt một câu hỏi, một lời nói dối sẽ dẫn đến việc họ bị đốt một cách dị thường. Và cái nhìn thế nào là nói dối của thiết bị này? Rộng đến mức đáng sợ. Một nạn nhân sẽ bị thiêu hủy nếu điều gì đó họ nói là không đúng sự thật, bất kể nạn nhân có hiểu biết về vấn đề đó hay không. Nói cách khác, bạn không thể lấy lý do không biết để tránh khỏi cái chết. Trong khi Trái Tim Kiên Định đã bị xóa sổ hàng trăm năm trước bởi những người lính của tòa án dị giáo Tây Ban Nha, tổ chức SCP đã có thể thu thập một số thông tin cơ bản về nôi dối trá từ một số tài liệu còn sót lại. Một cuộn gia cừu được gọi là Bản thảo Ignis. Điều này tiết lộ rằng cái nôi được phát minh vào khoảng thế kỷ thứ 9, trước khi được xây dựng vào năm 1021, và trong thời kỳ hồng kim của nó được sử dụng như một thiết bị tra tấn bởi các thành viên Trái Tim Kiên Định để chống lại kẻ thù của họ. Mặc dù hầu hết các cuộc tra tấn thực sự vô cùng kém hiệu quả trong việc thu thập thông tin, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong trạng thái cực kỳ lo lắng, nạn nhân sẽ chỉ đơn giản nói những gì họ tin rằng những kẻ bắt giữ họ muốn nghe để làm cho sự đau khổ chấm dứt. Nôi dối trá là một phương pháp tuyệt vời để vắt sạch thông tin ra khỏi tù nhân, ngoài một vấn đề cho rằng một lời nói dối có nghĩa là kẻ bị giam cầm đó ngay lập tức bị biến thành tro. SCP-2128 hoạt động trên một nền tảng nhị phân đúng hoặc sai, dường như có nhận thức về mọi kiến thức. Nếu bạn có đủ số người bị bắt và biết cách dùng các câu hỏi suy luận hoặc quy đạp phù hợp, bạn có thể biết thấu hết mọi thứ nếu có đủ thời gian. Người ta tin rằng Trái Tim Kiên Định đã sử dụng nôi dối trá cho cả mục đích thực tế và cho giải trí bệnh hoạn của họ. Các nạn nhân sẽ được đặt vào thiết bị và bị những kẻ này đâm sắt nóng, và trong khi họ được hỏi một loạt câu hỏi ngày càng thăm dò về cuộc sống của họ, họ bị buộc phải tiết lộ những bí mật cá nhân và cực kỳ đen tối hoặc bị thiêu ngay lập tức. Đó là một sự kết hợp của tra tấn về thể xác và tinh thần. Nếu nghe về tất cả những điều này khiến bạn cảm thấy hơi buồn nôn, thì không ai có thể chê trách bạn cả. Tuy nhiên, tổ chức SCP đã xem xét nôi dối trá và nhận thấy tiềm năng đáng kinh ngạc. Như đã đề cập trước đó, Leah Cradler, dựa trên phán đoán của mình, dựa trên kiến thức thực tế thô chứ không phải kiến thức về các nạn nhân cụ thể của nó. Vì vậy, bất kỳ ai có đủ người để thiêu đều có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà họ muốn biết. Do tổ chức SCP có số lượng nhân viên cấp D gần như không giới hạn, họ sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra tất cả kiến thức cần nắm bắt. Họ chỉ cần hy sinh một ít với hy vọng sẽ cứu được nhiều người hơn về lâu dài. Bản thân Moloch có lẽ sẽ khoái trá về cách làm này. Chính chỗ suy nghĩ có phần không chuẩn mực về đạo đức này đã dẫn đến việc tạo ra giao thức thử nghiệm 37 Sparta Fusiller. Kế hoạch của tổ chức sử dụng cái nôi dối trá để khám phá thêm thông tin giúp hỗ trợ sứ mệnh của họ, ngăn chặn những dị thường và bảo vệ loài người. Giao thức được phác thảo theo quy trình 5 bước như sau. 1. Nhân viên cấp D, được gọi là người đưa tin, sẽ được bố trí bên trong SCP-2128. 2. Người đưa tin sẽ lặp lại các tuyên bố theo hướng dẫn từ danh sách đã chuẩn bị. 3. Sau mỗi tuyên bố, nếu người đưa tin vẫn bình an vô sự thì tuyên bố đó sẽ được đánh dấu là đúng. 4. Ngay sau khi người đưa tin bị thiêu hủy, một người mới sẽ được mang đến, tuyên bố gây ra vụ đốt cháy sẽ được đánh dấu là sai. 5. Một người đưa tin mới sẽ được chỉ định, lặp lại khi cần thiết. Mặc dù toàn bộ thử nghiệm không được ghi nhận đầy đủ, nhưng các hồ sơ chính thức về SCP-2128 có một số thông tin hấp dẫn về một số kết quả của giao thức thử nghiệm 37 Sparta Fusiller. Nhóm thử nghiệm đầu tiên được chỉ định là F-37 Sparta Fusiller 22, kiểm tra Keter và được tiến hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2014. Người đưa tin trong trường hợp này là D-6238. Tuyên bố đầu tiên mà nhân viên D này được đưa ra là loài người đang có nguy cơ tuyệt chủng ngay bây giờ. Nhìn thấy D-6238 không bốc cháy ngay lập tức, điều này được chứng minh là đúng. Tuyên bố thứ hai là mối nguy hiểm đến từ một dị thường đang bị tổ chức quản thúc, trong sự nhẹ nhõm của nhân viên cấp D. Điều này cũng là đúng, và anh ta sống tiếp để đưa ra một tuyên bố khác. Tuyên bố này là dị thường nguy hiểm được đề cập đến được đặt tại một địa điểm ở Bắc Mỹ. Đáng buồn thay, đây lại là những lời cuối cùng của anh ta, vì câu nói này
là sai và anh ta ngay lập tức bị thiêu chết. Người đưa tin tiếp theo được đưa đến là một phụ nữ hiện được gọi là D6239 sau khi cô thực hiện một vụ cướp có vũ trang, giết chết một số người vô tội và bị phán tội chết. Tuyên bố của cô là dị thường nguy hiểm được đề cập được đặt tại một địa điểm ở châu Âu. Điều này khiến cô ấy ngay lập tức bị thiêu hủy. Tổ chức SCP sau đó tiếp tục thu hẹp tìm kiếm của họ với 13 nhân viên cấp D tiếp theo. Với thông tin thu được, họ có thể thu hẹp rằng SCP-752, một phân loài của con người luôn mong muốn thay thế loài người không dị thường, sẽ là nguyên nhân của một vụ vi phạm quản thúc có khả năng chấm dứt sự thống trị của loài người nếu không bị dừng lại. D6253 đã được đưa ra tuyên bố SCP-752 sẽ vi phạm quản thúc trong vòng 1 tháng tới. Câu trả lời là đúng. Tiếp theo là SCP-752 sẽ vi phạm quản thúc trong vòng 1 tuần tới. Điều này cũng đúng. D6253 cuối cùng đã trở về với tổ tiên với tuyên bố sai. SCP-752 sẽ vi phạm quản thúc vào ngày mai. Nhưng điều này đã mở ra cánh cửa cho câu trả lời chính xác cuối cùng, do D6254 nói SCP-752 sẽ vi phạm quản thúc vào ngày hôm nay. Có thông tin quan trọng, tổ chức đã cử ra MTF-NU7, còn được gọi là nện búa, lực lượng đặc nhiệm cơ động lớn nhất và được trang bị vũ khí tốt nhất của tổ chức, đã đến địa điểm được đề cập. Phản ứng nhanh chóng này cho phép họ dập tắt mối đe dọa vào đúng thời điểm và cứu thế giới khỏi một kịch bản cấp SK thay đổi thống trị có thể khiến nhân loại tan thành mây khói. Sử dụng cái nôi dối trá, tổ chức SCP đã cứu thế giới và tất cả những gì cần tiêu tốn là hy sinh một số ít mạng sống của nhân viên cấp D. Vì vậy, các thử nghiệm với nôi dối trá không dừng lại ở đó. Tiếp theo là F-37 Spara Fusiler 23, thước đo kiến thức. Đúng như tên gọi, bài kiểm tra này hy vọng xác định được mức độ kiến thức mà nôi dối trá sở hữu vì nó có thể tiếp tục hữu ích cho các mục đích của tổ chức. Người đưa tin đầu tiên là D7784, người đã phát biểu rằng SCP-2128 biết mọi thứ. Điều này hóa ra là sai và dẫn đến việc người này bị tiêu hủy ngay lập tức. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu đã quyết định thực hiện một cách tiếp cận khác. Có lẽ anh nghĩ cái nôi dối trá không chấp nhận ký hiệu số mà tổ chức đã đặt trên đó. Người đưa tin tiếp theo, D7785, đọc tuyên bố cái nôi dối trá biết mọi thứ. Điều đó là đúng bởi vì nó cho phép anh ta sống đủ lâu để bị tiêu hủy. Bởi câu nói tiếp theo của anh ta, cái nôi dối trá sẽ cho chúng tôi biết tất cả mọi thứ. Ngay sau khi bị tiêu hủy, D7786 bước lên với câu nói ẩn dụ. Đầu tiên nói rằng, cái nôi dối trá sẽ cho tôi biết mọi thứ tôi cần biết. Nôi xác nhận điều này là đúng. Tuy nhiên, nó đã đồng ý với câu, cái nôi dối trá sẽ cho tổ chức biết mọi thứ họ cần biết. Nó đã xác nhận tuyên bố này là sai bằng cách đốt nhân viên cấp D đó ngay lập tức. Sau vụ tiêu hủy này, dự án F-37 Spara Fusiler đã không còn các nhân viên cấp D được phân hàng ngày nữa và phải chờ sang ngày khác. Thử nghiệm tiếp theo của họ là F-37 Spara Fusiler 24, bài hát chủ nhật, rất bí ẩn và gây tranh cãi, sử dụng D7891 làm người đưa tin. Cô đã được cho đọc tuyên bố, Chúa Giê-xu yêu thương trẻ em, tất cả trẻ em trên thế giới. Kết quả của bài kiểm tra đặc biệt này đã bị xóa vĩnh viễn khỏi hồ sơ của tổ chức SCP. Tiếp theo là F-37 Spara Fusiler 25, nghịch lý Pinocchio. Đây là một thử nghiệm để nhằm xem nôi dối trá sẽ phản ứng như thế nào với những nghịch lý logic. Spoil luôn, nó không liên quan đến việc tiêu hủy nhiều như bạn nghĩ. Đầu tiên, với D8232, người đưa ra tuyên bố, nói một nghịch lý với nôi dối trá là điều nguy hiểm đối với người của tổ chức. Điều này là sai và chớ trêu thay, anh ta đã bị thiêu sống ngay lập tức. Tiếp theo là D8233, người tuyên bố, cái nôi dối trá sẽ giết tôi ngay bây giờ. Nôi dối trá bẻ cong quy tắc của mình bằng cách tuyên bố điều này là sai, nhưng chỉ theo nhân viên cấp D, đủ để khiến anh ta biến dạng vĩnh viễn chứ không giết anh ta. Sau đó, D8234 đã được đưa vào nôi và đưa ra tuyên bố nôi dối trá sẽ đốt tôi ngay bây giờ. Điều này đã được chứng minh qua quan sát thực nghiệm là sai. 10 giây trôi qua mà anh ta không bị thiêu. Tuy nhiên, khi D8234 ra khỏi nôi, anh ta đã phàn nàn về việc bị một vết cắt nhỏ trên một trong những tảng đá tạo nên chiếc nôi trong khi leo ra. Điều này khiến D8234 nhanh chóng bị một loại hoại thư chưa được phát hiện trước đó và qua đời sau vài phút. Cuối cùng, D8235 bước vào và nói, nôi dối trá sẽ gây tổn hại về thể chất cho tôi ngay bây giờ. Điều này là sai và D8235 leo ra khỏi nôi dối trá mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, tại thời điểm này, anh ấy bắt đầu khóc thét và hét lên tạm biệt trước khi chết theo một cách kinh khủng mà tôi không muốn bàn kỹ ở đây. Thử nghiệm cuối cùng mà chúng ta ghi chép là F-37 Spara Fusiler 26. Ý kiến chủ quan nhằm mục đích xem
liệu kẻ nói dối có thích biến những thứ thuộc vùng xám thành các vùng đen hay không? Người đưa tin 1, D9224 đã đưa ra tuyên bố tương đối không gây tranh cãi. Những chú chó Golden rất dễ thương. Nôi tỏ vẻ không đồng ý, lập tức kêu sống anh ta. Người đưa tin tiếp theo, D9225, đưa ra quan điểm những con chó Golden rất xấu xí. Và sau đó, anh ta cũng bị thiêu. Tuy nhiên, khi người đưa tin số 3, D9226 đưa ra tuyên bố những chú chó Golden rất ngon, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên khi thấy nôi dối trá hoàn toàn đồng ý với điều này. Khi D9226 đưa ra phản ứng, khoan đã, cái gì cơ? Thật là quái dị. Anh ta ngay lập tức bị ngọn lửa của nôi biến thành trò bụi. Kiểu câu hỏi này được kết thúc theo cách kỳ lạ nhất có thể. Người đưa tin mới D927 được đưa vào trước khi trở thành nhân viên cấp D. Tên của anh ta là Steven Kemp, một kẻ giết người hàng loạt, ăn thịt người đã giết và ăn thịt 14 phụ nữ trước khi bị bắt, bị xét xử và bị xử tử hình vì tội ác của mình. Anh ta đưa ra tuyên bố, tôi là một người tốt. Đáng ngạc nhiên, nôi lại cảm thấy điều này là đúng và để cho anh ta sống. Tuy nhiên, khi Steven quyết định tự mãn và nói rằng, haha, tụi bay thấy chưa, có vẻ như tao là mẹ Teresa đấy, anh ta bị thiêu ngay lập tức vì anh ta không phải là mẹ Teresa. Cho cốt của anh ta sớm được đi cùng D9228, người đã đưa ra tuyên bố chiếc nôi dối trá đôi khi không chính xác. Tiếp theo là D9229, người có chuỗi phát biểu dài nhất trong lịch sử các thử nghiệm được thực hiện trên nôi dối trá. Anh ta nói, cái nôi dối trá chỉ nói lên sự thật, không thể sai lầm. Đúng, anh ta nói, cái nôi dối trá đang đói. Đúng, anh ta nói, cái nôi dối trá không bao giờ có thể được thỏa mãn, cho dù nó có no đến mức nào đi nữa. Đúng, anh ta nói, cái nôi dối trá muốn thiêu sống tôi ngay bây giờ. Đúng, anh ta nói, cái nôi dối trá đang ngày càng mất kiên nhẫn. Đúng, anh ta nói, cái nôi dối trá nhìn thấy món thịt thơm ngon, ấm áp trên đĩa và rất muốn được ăn. Đúng, anh ta nói, cái nôi dối trá tức giận vì nó liên tục bị khước từ món thịt của mình. Đúng, anh ấy nói, thịt người rất ngon. Đúng, anh ấy nói, tôi rất ngon. Đúng, anh ta nói tiếp, da của tôi ấm. Đúng, anh ấy nói, lửa nổ tanh tách khi đốt cho sôi những giọt mỡ và da thịt mang lại cho nôi dối trá niềm vui sướng. Đúng, sau một chuỗi đáng kinh ngạc như vậy, chúng ta cũng có được một cái nhìn sâu sắc đáng sợ vào tính cách của nôi dối trá. D9229 đã được rút lui, còn sống. Anh ta được thay thế bằng D9230, người đã nói quả đất hình cầu và ngay lập tức bị thiêu hủy. Nhiều người tin rằng kết quả này đến từ việc nôi dối trá giải thích một cách ác ý rằng quả đất là để chỉ bụi đất chứ không phải hành tinh trái đất, để nó có thể thiêu dụi đối tượng. Có vẻ như cái nôi dối trá đa phần khách quan nhưng cũng rất nhỏ nhặt. Do bản chất tĩnh của SCP-2128, nó đã được xếp vào loại vật thể an toàn hiếm hoi. Khu vực quản lý 403 đã được xây dựng xung quanh lâu đài hiện đang giam giữ SCP-2128 và lượng nhân viên cấp D thường xuyên được cung cấp do thử nghiệm F-37 Sparafusiler. Các phù thủy tàn bạo của trái tim kiên định có thể đã biến mất từ lâu, nhưng trong một sự xoay vần kỳ lạ và ghê sợ của số phận, các nhà nghiên cứu của tổ chức SCP dường như vẫn tiếp tục công việc của họ cho đến tận ngày nay. Bây giờ, hãy xem thêm một video từ các hồ sơ khác của tiến sĩ Bob, chẳng hạn như SCP-987, Gương chết chóc, một dị thường đáng sợ khác tiết lộ một số sự thật đáng sợ, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.